Mến chào quý bà con nông dân và các bạn. Trong nội dung video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nói về các phương án mà chúng ta sẽ cải thiện đối với cái trường hợp mà bà con nông dân lắp bơm vào mà nó vận hành không được, nguyên nhân là do cái điện yếu. Chúc mừng quý vị, chúng tôi đang lắp một cái máy bơm cho cái hệ thống tưới ở đây, là cái máy bơm 2HP, nhưng mà đang gặp sự cố. Sự cố ở đây là do điện nó quá yếu, nó không thể vận hành cái máy bơm này được. Thì chúng tôi có những phương án khắc phục như thế này để trao đổi cùng bà con nông dân, chúng ta có thêm những cái thông tin mà nếu như bà con nông dân nào lắp đặt bơm ở nhà thì bà con nông dân chúng ta sẽ nên trang bị thêm cái này để chúng ta có cái phương án lắp đặt cho nó phù hợp nha. Trước tiên thì đối với trường hợp mà điện yếu quá thì đối với cái máy bơm này là nó chịu ảnh hưởng nhiều nhất là quý vị. Thì điện quá yếu đầu tiên là có thể là nó sẽ không vận hành được, làm cho bà con nông dân lỡ mà mua cái máy bơm 3 ngựa rồi thì lúc đó bà con có thể chuyển lại cái bơm 2 ngựa để mà bà con mua, nhưng mà điều lúc đó mình không có trả lại được cho cái cửa hàng bán bơm. Cái thứ hai nữa, nếu như mà trong trường hợp mà điện nó chập chờn, nghĩa là khi mà chúng ta lắp đặt vào chạy lên thì máy bơm vẫn chạy được, nhưng mà điện có lúc điện mạnh, lúc điện yếu, hiệu điện thế nó không có ổn định, thì nó cũng dẫn đến cái tình trạng là cái bơm của chúng ta nó sẽ dễ bị hư ha. Và khi nó mà bị hư trong trường hợp điện yếu như vậy thì thông thường không có nhà sức nào bảo hành cho bà con cả, nên vấn đề điện thế trong cái quá trình mà bà con lắp đặt bơm hết sức là quan trọng ha. Thì bà con cần phải xác định được cái nguồn điện của chúng ta nó như thế nào để mà chúng ta lựa chọn một cái loại bơm có cái công suất cho nó phù hợp, hoặc là có cái phương án ngay từ ban đầu để bà con lắp đặt cho nó thuận tiện. Và bây giờ thì mời bà con nông dân chúng ta cùng nhau đến với lại cái bộ trung tâm. Đây là cái bộ trung tâm ngoài vườn thôi. Bộ này thì vườn này chúng tôi làm cái hệ thống tự động tại đây. Thì bây giờ chúng ta để biết được điện nó yếu hay không thì bà con sẽ có những cái cách xác định như thế này. Để xác định được mà cái nguồn điện của chúng ta nó mạnh hay yếu thì bà con sẽ làm những cái thao tác sau đây để xác định nè. Thứ nhất là nếu như mà trường hợp bà con đã mua bơm vào không có những cái dụng cụ thiết bị đo chuyên dụng á, thì bà con chúng ta có thể xác định bằng cách là chúng ta lắp đặt cái máy bơm vào và sau đó chúng ta cho nó vận hành. Nếu như máy bơm nó không vận hành nổi thì khả năng rất là cao là do nguyên nhân điện yếu. Còn nếu như trong trường hợp mà máy bơm nó chạy nổi nhưng mà điện nó chạy như mà bà con cảm thấy là nó kéo không nổi vậy đó, thì lúc đó cũng có thể là do điện yếu. Hoặc là cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp này là quan trọng nhất nè. Ví dụ như đôi khi bà con lắp cái máy bơm về thử cái máy bơm 3HP vào, thưa bà con, thì nó chạy được. Có nghĩa là chúng ta chỉ thử máy thôi, nhưng mà khi bà con châm nước vào trong cái máy bơm rồi lúc đó nó chạy không nổi thì đó cũng là do nguyên nhân điện yếu. Tuy nhiên thì đó là những cái cách mà để bà con nông dân chúng ta xác định khi mà lỡ mà đã mua bơm rồi thôi. Còn nếu như trường hợp này để xác định cho nó chính xác hơn thì bà con nên làm một cái thao tác, đó chính là chúng ta đo điện trước khi bà con quyết định mua một cái loại bơm nào đó, hoặc là bà con quyết định sử dụng một cái dòng bơm nào nó phù hợp với cái hiệu điện thế ở nhà. Vậy thì đầu tiên trước khi bà con mua bơm á, thì bà con lưu ý là chúng ta nên đo điện tại cái vị trí nhà của mình trước đã. Ví dụ như chúng ta sẽ đo vào ngay chăng cái vị trí CB cung cấp cấp vào đây nè. Ha. Bây giờ tôi sẽ đo thử nha. Thì chúng ta bà con nên đo vào cái đầu ra này. Chẳng hạn cái vườn này ở đây thì điện rất là yếu. Này, chúng ta đang sử dụng cái dụng cụ đo chuyên dụng nha bà con. Và bây giờ đo thử cái nguồn vào của nó đang là bao nhiêu nha. Đó, bà con thấy rõ ràng không? Khi mà chưa có một cái thiết bị nào vận hành cả mà cái nguồn điện thế của chúng ta nó đang chỉ thể hiện là 197V thôi. Và bà con biết rồi, đối với cái điện một pha bình thường mà để vận hành bơm được á thì nó phải là 220 là tối ưu nhất, 200 đến 220 thì tối ưu nhất thì máy bơm của chúng ta nó mới không có bị hư. Vậy nếu như mà chúng ta khi mà đo không có vận hành gì ở trong cái miếng vườn của mình, không có tủ lạnh, không có máy giặt gì hết, hoặc là đôi khi có tủ lạnh và máy giặt luôn, nhưng mà cái hiệu điện thế nó có thể hiện cái chỉ số như vậy thì chắc chắn một điều là ở đây điện rất là yếu. Nên nếu như khi bà con nông dân sử dụng á, thì chúng ta phải có những biện pháp để cải thiện, hoặc là chúng ta sử dụng cái công suất bơm cho nó thật là nhỏ thì mới có thể vận hành được. Chẳng hạn ví dụ như ở đây thì chúng tôi có hỏi chủ vườn á, điện như thế này thì chạy ra một cái máy bơm chỉ có nửa ngựa ở bên đó thôi thì chạy được, thưa quý vị. Chạy thêm một cái tủ đông nữa thì có thể chạy được. Nhưng mà điều khi mà chạy lên rồi đo điện ở đây nó chỉ còn có 106, 107 thôi, thì chắc chắn rằng cái bơm đó sẽ sử dụng lâu dài nó không được, nguyên nhân là điện yếu quá thì mai mốt nó sẽ bị hư. Rồi, đó là cái thứ nhất, khi bà con trước khi mà quyết định mua cái máy bơm loại nào, công suất như thế nào thì bà con nên đo điện ở nhà. Thì lúc nãy tôi đo là khoảng gần 200, thì khi đo như vậy thì bà con biết là cái dòng điện đó là cái dòng điện không tải bình thường. Còn nếu như bà con nông dân mà gắn bơm vô để vận hành thì chắc chắn một điều là cái hiệu điện thế nó sẽ bị giảm sút. Thì bây giờ để chứng minh cho cái chuyện đó, chúng tôi sẽ thử vận hành với con bơm 2HP lúc nãy tôi quay cho quý vị là ở ngoài kia. Với cái bộ tủ tự động này nó sẽ vận hành, nó sẽ còn được cái dòng điện nó là bao nhiêu nha bà con. Còn đây là cái ổn áp nè. Khi mà mặc dù dòng điện dòng vào của nó chỉ có 197, 198 thôi, nhưng mà ổn áp của chúng ta nó đưa về cái hiệu điện thế là 220, để cho những cái thiết bị đang vận hành ở trong cái nhà này nó được ổn định hơn.
Thì vì tôi sẽ thử vận hành thử cho quý bà con nông dân mình nha. Đo lại ở trong cái nguồn vào cung cấp cho cái máy bơm để cho bà con coi. Này đo lại lần nữa. Xem chỉ số là bao nhiêu nha. Hồi nãy chúng ta đo ngoài kia nó đang là 98. Đó, khi mà đo ngay chân cái hiệu điện thế đầu vào đó, là nó gần bằng như nhau, thì có nghĩa là bà con đang đi đường dây điện nó ok, không có giảm được hiệu suất nha. Này đầu vào của cái ổ áp. Vậy thì bây giờ khi mà mặc dù đang có cái ổ áp ở đây, cái đầu ra của nó đang là 220, nhưng mà cái vườn này vẫn không vận hành được máy bơm. Bây giờ tôi thử nha, đây là khởi động từ này quý vị. Bây giờ tôi sẽ bật lên, cái này là cái tủ tự động nha. Bật cái CB lên, này quý vị thấy nè. Cái khởi động từ này nó sẽ không cho cái máy bơm này nó vận hành. Nguyên nhân là bởi vì cái hiệu điện thế nó không đủ. Mà nếu như trong trường hợp để cho bơm này vận hành thì lúc đó nó bị cháy cái bơm sao, nên khởi động từ này nó sẽ không có vận hành được nha quý vị. Thì tôi mở thử nè quý vị thấy nè, khởi động từ nó sẽ không nhảy nè. Thấy không? Thì có nghĩa là trường hợp này đối với khởi động từ này thì điện yếu rồi đó. Bà con nông dân nào có lắp khởi động từ ở nhà thì thấy như vậy là chắc chắn là không có sử dụng được cái máy bơm 2HB đó rồi. Mặc dù chúng tôi biết như vậy ngay từ ban đầu, chúng tôi tư vấn khách dùng cái máy bơm 2HB, dù biết là cái điện hiệu điện thế ở đây nó yếu, nhưng mà điều cuối cùng sử dụng ổ áp vẫn không có cải thiện được. Bây giờ để đo cho quý vị xem được, nếu như mà chúng ta gắn chạy cái máy bơm á, thì lúc đó cái máy bơm của chúng ta nó, cái đầu vào của nó sẽ thể hiện ra cái chỉ số là bao nhiêu. Bây giờ đo thử cho quý vị ha. Bây giờ đè cái khởi động từ để cho cái máy bơm chạy luôn. Rồi. Rồi chạy đi. Chưa. Rồi chạy đi. Rồi 186 nè, 185 nữa vậy thôi. Nó giảm xuống luôn. Còn cái 8 chấm mấy à, rồi được rồi. Quý vị thấy thế không? Có nghĩa là gắn chạy với cái máy bơm hai ngựa đó thì từ 180 mấy mà cái hiệu điện thế đầu vào của nó giảm xuống, nó chỉ còn có 8 phách mấy vôn, thì làm sao mà có thể chạy cái máy bơm này được. Đó. Đó là một vài cái thông tin mà bà con cần phải biết khi mà chúng ta quyết định lắp cái máy bơm, hoặc là chọn lựa cái máy bơm nào để chúng ta sử dụng để lắp đặt cho hệ thống tưới của mình. Hoặc không thì lỡ mà đã mua bơm rồi thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp khắc phục sau đây nha quý vị. Sẽ có những cái biện pháp mà chúng ta cần phải cải thiện khi chúng ta đã lỡ mua bơm rồi mà lắp đặt vào nó không thể vận hành được nữa. Cái biện pháp đầu tiên thì bà con có thể sử dụng cái ổ áp nha. Cái ổ áp thì chỉ có một cái lưu ý cho bà con nông dân khi mà chúng ta mua cái ổ áp thôi. Bà con có thể thấy là cái chiếc input đó từ 90V đến 220. Có nghĩa là đối với cái ổ áp này, cái nó hoạt động được khi mà cái hiệu điện thế đầu vào của nó nằm ở trong khoảng từ 90V đến 250V, thì nó có thể kéo được cái dòng điện cho những cái thiết bị mà bà con sử dụng lên 220 được. Còn nếu như trong trường hợp mà cái đầu vào của nó mà nó thấp hơn cái 90V thì cái ổ áp này nó không vận hành được. Như lúc nãy bà con có thể thấy, do lựa chọn cái ổ áp ban đầu nó có cái đầu vào nó cao quá là tới 90V đặt, nên dẫn đến cái tình trạng là cái máy bơm 2HP ngoài kia nó sẽ không có vận hành được. Nguyên nhân là bởi vì cái nguồn điện đầu vào của nó chỉ có khoảng có 89V khi mà chúng ta vận hành cái máy bơm lên thôi. Nên khi bà con lựa chọn cái ổ áp, ngoài cái công suất của cái ổ áp thì bà con lưu ý chúng ta cũng phải lựa chọn cái đầu vào của nó càng thấp thì càng tốt, hoặc là tùy thuộc vào cái trường hợp cái dòng điện của bà con như thế nào. Ví dụ như mà dòng điện bà con trước khi mà sử dụng chạy máy bơm mà con đo là nó quá thấp thì bà con nên lựa chọn cái ổ áp này có cái đầu vào càng thấp càng tốt ha. Như vậy thì cái khả năng vận hành của cái ổ áp nó mới được tối ưu. Còn nếu như không, giống như cái vườn này vận hành lên thì cái đầu vào của nó chỉ có khoảng 8-9. Hôm qua thì chúng tôi vận hành có lúc á thì nó có khoảng 30-40-50-70, nhìn chung nó không có ổn định do cái nguồn điện này nó quá xa. Cái này là cái cải thiện đầu tiên, là bà con nông dân chúng ta nên lựa chọn cái ổ áp có cái công suất cho nó phù hợp và cái đầu vào của nó cho nó thấp. Như vậy thì cái khả năng vận hành được cái hệ thống của mình nó được cao. Cái thứ hai nữa để tăng cái khả năng cái dòng điện hiệu điện thế nó tăng lên á, thì chúng ta nên đóng te. Hay đóng te thì nó rất là đơn giản, chúng ta sẽ đấu một cái sợi dây điện vào trong cái phòng dây lạnh nha quý vị. Rồi mua cây sắt hay là ra bà con nông dân mua cái tiệm ống nhựa ở tiệm điện nào đó, mua một cái te. Đóng càng sâu càng tốt. Cái này chúng tôi đóng sâu không nổi. Lý do là bởi vì đó cái đây nó quá cứng quý vị, đóng xuống tầm khoảng có 1 mét à, bây giờ còn lội lên khúc vậy đó. Nên nếu như bà con nông dân lưu ý thì chúng ta nên đóng te thêm thì cái điện thế của nó sẽ được ổn định hơn. Có thể kết hợp giữa cái chuyện mà chúng ta mua ổ áp
và giữa cái chuyện mà chúng ta đóng te, hoặc là bà con có thể đóng te trước rồi sau đó chúng ta đo điện thế lại khi mà vận hành bơm coi nó chạy được hay không, rồi sau đó chúng ta mua cái ổn áp sau ha, kết hợp luôn hai cái thì càng tốt. Thưa quý vị, đó là hai cái mà chúng ta có thể cải thiện. Và cái thứ ba nữa là cái căn cơ nhất, và quý vị cũng cần phải lưu ý là chúng ta phải xem lại cái hệ thống đường dây điện dẫn vào trong cái vườn nhà mình hoặc là cái vườn cái nhà của mình nó có đủ để đáp ứng cho cái nhu cầu tưới, đặc biệt là cái công suất bơm nó lớn của bà con hay không. Ví dụ như cái vườn này nè thưa bà con, đường dây điện rất là dài, từ vị trí mà đấu nối từ cái đồng hồ điện của điện lực ở ngoài kia tới trong đây là tầm khoảng gần 2 cây số. Nhưng mà chủ vườn này là cái này là do cái cũ của chủ vườn trước thì họ chỉ đi cái dây dẫn điện vào chỉ là cái dây ống 50 thôi, đi 1,5 km, hơn 1,5 km. Thì chắc chắn rằng nếu như chúng ta lên app mà chúng ta bấm á, thì bà con có thể lên mạng gõ là cái phần mềm tính dây điện đi ha, lên app mà chúng ta bấm á, chạy cho bơm 2 ngựa tới đây là nó giảm cái hiệu điện thế của nó rất là nhiều rồi. Chưa nói đến chuyện ngày hôm qua chúng tôi đi kiểm tra vòng vòng ở trên đường dây điện á bà con, do nó sử dụng lâu quá, dây điện này xài gần cả chục năm rồi mà cái hạ dây nhôm nữa. Đối với những cái đoạn nối như vậy đó, nó sẽ ra ten, mà ra ten như vậy thì dòng điện nó qua nó ổn định. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng tôi đi về dài mà chúng tôi kiểm tra trên đường dây điện, lát tôi quay cho bà con mình coi ha, thì chúng tôi thấy là có những cái đoạn dây điện do cái dây này nó tải quá nhiều nè và lâu quá rồi, nó có những đoạn gần như là đứt luôn rồi, nó chéo dây luôn. Chút xíu quay lại cho bà con mình xem. Nên vì thế nếu như mà chúng ta gặp trường hợp và điện yếu như vậy thì chúng ta phải nên cải thiện ngay từ cái nguồn đầu vào, có nghĩa là chúng ta phải nên kiểm tra cái dây điện xem thử là đã đi cái dây kích thước nó đủ hay chưa. Và nếu như mà trong trường hợp mà dây của chúng ta nó đang có những cái đoạn nào, những cái chỗ nào nó đang gặp cái tình trạng như chúng tôi nói hiện giờ thì bà con có thể ra chúng ta nên cắt và chúng ta nối lại và chỉnh sửa lại trên cái đoạn đường dây điện đó. Cái quan trọng nhất là trước khi mà chúng ta lắp cái máy bơm vào thì bà con nông dân chúng ta nên lựa chọn cái loại dây và tính toán được cái kích thước của dây, cái đường kính của dây như thế nào là cho nó phù hợp, để mà chúng ta lắp vào rồi thì chúng ta không cần phải sửa chữa nữa. Đó là một vài thông tin cùng bà con nông dân. Tóm lại chúng ta sẽ có 3 cái biện pháp đối với cái trường hợp mà chúng ta làm đối với cái vấn đề mà nó bị yếu khi mà chúng ta vận hành máy bơm. Cái thứ nhất là bà con nông dân chúng ta có thể sử dụng cái ổn áp để mà ổn định là cái dòng điện ra bơm, để bơm vận hành của chúng ta nó được tối ưu hơn. Cái thứ hai, bà con nông dân chúng ta có thể đóng thêm te ha, để chúng ta để mà cải thiện được cái dòng điện cũng như là cho cái hiệu điện thế nó ổn định hơn. Cái thứ ba là một trong những cái quan trọng nhất là cái giai đoạn trước khi mà chúng ta lắp máy bơm thì bà con nên kiểm tra kỹ cái hiệu điện thế của mình để mà chúng ta có lựa chọn một cái dòng bơm cho nó phù hợp và chúng ta đi cái dây điện như thế nào để cho nó hợp lý với cái công suất bơm tương ứng. Còn nếu như trường hợp mà bà con nông dân chúng ta đã hở đắp đặt rồi mà cuối cùng dùng hai biện pháp đầu tiên như chúng tôi nói á mà vẫn không thể nào vận hành được cái máy bơm á, thì bà con nên kiểm tra lại cái đường dây điện. Theo quý vị, kiểm tra lại đường dây điện và thay đổi nếu như trong trường hợp chúng ta cần thiết để chạy bằng motor. Còn như cuối cùng mà bà con nông dân không cải thiện được thì thôi, dùng máy nổ, có nghĩa là dùng máy dầu đi cho nó hiệu quả. Chứ nếu như bà con nông dân mà đi giống như cái vườn này xa quá trời xa thưa bà con, đi tới 1,5 cây số mà thay dây điện thôi, mà bà con biết rồi đó, cái chi phí nó tới mấy chục triệu, cả 100 triệu thì nó hơi lãng phí quá. Rồi thôi, tốt nhất là đợi dây điện của điện lực kéo vô tới chỗ để mình sử dụng, rồi mình dùng máy dầu đi thời gian này, từ từ chúng ta sẽ cải thiện sau cái vấn đề này ha. Rồi, cảm ơn bà con nông dân rất là nhiều. Đó là một vài cái thông tin mà chúng tôi cần chia sẻ với bà con trong trường hợp mà bà con lắp đặt cái máy bơm, lỡ nếu như nó bị yếu điện mà có những cái phương án cải thiện cho nó phù hợp. Rồi, xin cảm ơn bà con nông dân. Hẹn lại với bà con nông dân trong video lần sau. Có những thông tin gì, có những bình luận gì hoặc có những góp ý gì về vấn đề chúng tôi chia sẻ, thì xin bà con nông dân có thể để thêm ở cái bình luận bên dưới để chúng tôi cải thiện trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn bà con nông dân và trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại với bà con nông dân trong video lần sau.